Xin chào các bé. Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu về các con vật nhé. Đây là con quạ. Con quạ. Đây là con chim. Con chim. Đây là con vẹt. Con vẹt. Đây là con vịt. Con vịt. Đây là con diều. Con diều. Đây là con thiên nga đen. Thiên nga đen. Đây là con thiên nga trắng. Thiên nga trắng. Đây là con ngỗng. Con ngỗng. Đây là con ốc sên. Con ốc sên. Đây là con châu chấu. Con châu chấu. Đây là con bướm. Con bướm. Đây là con sâu. Con sâu. Đây là con nhện. Con nhện. Đây là con ong. Con ong. Đây là con cá. Con cá. Đây là con cá hồi. Con cá hồi. Đây là con rùa biển. Con rùa biển. Đây là con sư tử biển. Sư tử biển. Đây là con sứa. Con sứa. Đây là con bạch tuộc.
Con bạch tuộc. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Xin mời các bé nhấn subscribe để đăng ký kênh và xem nhiều video hơn nhé. Thời lượng video đến đây là hết rồi. Xin mời các bé nhấn subscribe để đăng ký kênh và xem nhiều video hơn nhé.